Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm vừa rồi thì chị có đăng một cái phần rất là ngắn về tài liệu của khóa học code lên và đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị hỏi rằng là đây là tài liệu gì thế hả chị? Thì ngày hôm nay chị muốn được giới thiệu cùng với các bạn và song song với đó, chị sẽ đi nhanh cùng với các bạn về việc chúng ta thiết lập một bài văn ở dạng phân tích. Và nếu như mà các bạn đã đang xem phần livestream này của chị rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ok không? Hello, xin chào các bạn Xin chào Thùy Dung Hiện tại thì đã có khoảng 100 bạn đang xem phần livestream này rồi Rất là nhanh, đúng không ạ? Có vẻ như tầm này kiểu cảm giác như là học văn lo lắng lắm rồi đây Rồi, ok, xin chào Huyền, xin chào các em Xin chào Ngọc Thuận, xin chào em ừ. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhá Hôm vừa rồi chị có đăng tài liệu này lên trên fanpage Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị hỏi Đây là tài liệu gì thế hả chị ừ, Các bạn đang thi thử à Nếu như mà có đề thì có thể gửi cho team học văn chị Hiên Để chúng mình sẽ cùng giải quyết với nhau nhá Được không Ok xin chào Châu Anh, xin chào em, xin chào Vũ Hoàng ừ, Xin chào em Xin chào Thắng, xin chào các bạn Hiện tại đã có 250 bạn đang ở đây rồi ừ, Xin chào các em nhá À, nếu như mà lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha Ok, xin chào Khánh Em đang khảo sát à? À thế à? Hôm nay Hà Nội thi à? À ok à, Xin chào Thương, đúng rồi, đúng rồi, chị biết rồi Ok, xin chào Thùy, xin chào em Xin chào Thu Hà 300 bạn, đủ 400 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Xin chào Mai Ok, xin chào Anh Tuyết Xin chào Thúy An <laughs> là Lâu lắm rồi Thì chị mới gọi là Trình bày trước các bạn một cái tài liệu Mà nó chi tiết đến như thế này Rồi Xin chào Lê Liên, xin chào Ngọc Quốc Kinh chào chị hẳn bằng tiếng Hàn cơ à Ok, đủ 400 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhé và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn nhanh giúp cho các bạn Để chúng ta có thể thiết lập được Một cái bài văn dạng đề phân tích Chị nghĩ rằng là đối với đề năm nay á Thì dạng đề phân tích Vẫn là cái dạng đề tiên quyết Được không ạ? À? Dạng đề phân tích vẫn sẽ là dạng đề tiên quyết Thế nên là chúng ta sẽ dành nhiều cái sự tập trung Cho cái dạng đề này hơn Ok chưa nào? Xin chào các em, rồi 350 bạn rồi Còn còn 50 bạn nữa thôi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu Uhm buổi chiều tối các bạn nhá <laughs> Các bạn ơi nào đủ 400 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu rồi rất là chỉ còn có 10 bạn nữa thôi à, chưa chưa lần nào được chị Hiên chào á Ok chị chào Nhi nhá Xin chào em chào Trang anh Xin chào bạn Trần Nhật Trang Anh, xin chào em. Đọc những bài văn hay để bọn em học cách hành, hành văn nha. Thế thì các em cũng chịu khó lên xem à, chị Hiên phát trực tiếp nha. Được không? Chịu khó lên xem chị phát trực tiếp. Ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Đủ số lượng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng với chị nhá. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn ơi, trước tiên chúng ta có một cái đề bài như thế này. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của những về vẻ đẹp của những đoạn thơ sau dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ trước muôn trùng sóng bể em nghĩ về anh em em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Trước tiên nhá, khi mà bắt đầu học bất cứ một cái tác phẩm thơ nào ấy, thì điều đầu tiên mà chị mong muốn từ các bạn là các em hãy thuộc thơ giúp chị trước đã. Ok không ạ? Nhá, hãy lưu ý giúp chị là chúng mình thuộc thơ trước đã. Ok chưa nào? Thì chị nghĩ rằng là đối với cái bài thơ sóng thì cái việc học thuộc khá là đơn giản bởi vì bài thơ này được viết theo cái thể thơ ngũ ngôn là cái thể thơ năm chữ ngắt nhịp rất là linh hoạt và đó cũng là một trong những cái điều mà tạo điều kiện cho chúng ta học thuộc bài thơ này. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đọc lại bài thơ sóng với nhau nhá. Các bạn ơi các em sẵn sàng chưa? Đọc cùng với chị, nhẩm cùng với chị luôn. Ok chưa nào? Chúng mình bắt đầu đọc bài thơ sóng cùng với chị nhá. Ok chưa các em sẵn sàng chưa? Truy bài cùng với các bạn luôn này để cho các bạn nhớ bài thơ sóng luôn và không bị quên luôn này. Sao lại không thuộc nổi? Ô oh nếu ra bài thơ sóng thì phân tích bao nhiêu khổ hả chị cái này thì chị không biết được đâu thế nên là chị vẫn bảo các bạn là thôi mình học hết được không ạ tốt nhất là mình nên học hết ok chưa tránh cái trường hợp là nhỡ vào cái khổ mà mình không biết thì sao nhỡ mà người ta lại không trích thơ thì sao thế thì tự nhiên có phải là mua dây bục mình không đúng không ạ ok xin chào việt đức xin chào em sao lại không có cảm xúc để học nhở rồi các bạn ơi, nào chúng mình sẽ cùng truy bài với chị nhá Các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng truy bài với chị đọc thuộc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa? Đất nước dài quá thì thuộc sao chị? Nhưng mà chị thấy dài nhưng mà học cũng dễ mà Châu Anh Chị thấy kiểu dài nhưng mà thật ra học đất nước cũng dễ Học thuộc cũng dễ mà đâu có khó đâu, đúng không? Dạ rồi à? À ok, nào các bạn sẵn sàng thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu Trước tiên là làm cái bước khởi động nhẹ nhàng Ok, xin chào Huyền Vũ Xin chào Huyền Vũ với một cái Ava rất là đáng yêu rồi, nào Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Ok chưa? Ok, chúng mình sẽ cùng truy bài với nhau nhá Xin chào Quỳnh Hương Rồi các bạn ơi, sẵn sàng nhá Nào, chuẩn bị bắt đầu cùng à, Cùng đọc với chị nào Bắt đầu, chị sẽ tạm thời uh, Úp vào nhỉ Được không ạ? Tạm thời úp vào nhá Rồi Dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ trước muôn trùm sóng bể em nghĩ về anh em em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ, dù muôn với cách trở Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Chúng ta có chín khổ thơ sóng trong bài thơ này phải không ạ? Và chị mong là đối với bản thân các bạn ấy, các em sẽ học văn theo cái hình thức là chúng ta sẽ có những cái phản xạ. Khi mà chúng ta được hỏi về kiến thức của văn học. Ví dụ như là chị hỏi các bạn là bài thơ Sóng được viết vào năm bao nhiêu? Là ngay lập tức các bạn sẽ đưa cho chị câu trả lời là vào năm 1967. Chị hỏi rằng là bài thơ xong có mấy khổ thơ? Ngay lập tức các bạn trả lời giúp cho chị là gì ạ? À bao gồm 9 khổ thơ. Khi chị hỏi là nội dung của khổ thơ thứ 8 nói về gì thì ngay lập tức không cần phải suy nghĩ, không cần phải lần lại lần lại mà các bạn sẽ trả lời được luôn là gì ạ? À khổ thơ thứ 8 này nói về gì ạ? À nói về những cái lo âu chăn trở của người phụ nữ trong tình yêu của mình. Hiểu ý chị không ạ? Có nghĩa là để hình thành được một cái phản xạ văn học thì bắt buộc là chúng ta phải nhớ kiến thức nền thật là chắc được không ạ chúng mình sẽ phải nhớ kiến thức nền thật là chắc giúp cho chị và đó là một trong những cái yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể hoàn thành tốt những cái đề bài ở dạng đề phân tích Chị mong là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có chừng ấy là 4 đến 5 tác phẩm thơ thôi, không hề nhiều nên các bạn sẽ cố gắng học thuộc các tác phẩm thơ giúp cho chị để chúng mình có được một cái sự tự tin nhất định. Bởi vì bên cạnh là chúng ta thuộc thơ thì chúng ta còn phải có những cái ngữ liệu liên hệ mở rộng nữa cơ mà, đúng không ạ? Thế nên là cái hành trình học văn có vẻ cũng sẽ khá là vất vả đấy, nhưng mà đừng lo, chỉ cần đồng hành cùng với team chị Hiên thôi. Dù khó khăn như thế nào thì các chị cũng sẽ dắt các em qua những cái cơn mưa hết, được không ạ? nhá. À, thế nên là hãy đăng ký khóa học 10 ngày cuối cùng cùng với chị Hiên để gặp chị trong khóa học cuối cùng, chúng mình đồng hành sát cánh cùng với nhau trong những cái giờ phút căng thẳng nhất các em nhá, để các bạn không còn cảm thấy sợ hãi nữa, được chưa nào? Bây giờ thì quay trở lại cùng với chị với cái đề bài này. Chúng ta thấy rằng đây là cái đề bài mà nêu ra cảm nhận của các em về gì ạ? À về năm cái đoạn thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, phải không ạ? Chúng mình có năm đoạn thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh làm gì mà lại có thể tự khẳng định là có người yêu phân tích mới hay cái đấy chẳng liên quan được không ạ à? điều đó chẳng liên quan các em đừng tự lấy những cái lý do ra để biện hộ cho mình với cái việc là các em lười học nhá đừng lấy lý do ra biện hộ cho mình uh, là mình chẳng qua là vì các em lười học thôi chứ chẳng có lý do gì mà lại liên quan tới cái việc là có người yêu hay là không có người yêu thì làm bài thơ sóng hay hay là không hay cái đấy chẳng liên quan gì cả nhá Đừng biện hộ cho chính mình Được chưa nào Các bạn ơi đây bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu này Trước tiên Việc đầu tiên mà chúng ta sẽ phải làm đó chính là chúng ta sẽ phải phân tích đề Được không ạ? Đây là bước rất quan trọng Các em không nhất thiết phải ghi ra Nhưng các bạn sẽ tự lập trình được ở trong đầu của mình rằng À, bài này là thuộc dạng đề gì? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là À, dạng đề của chúng mình là dạng đề phân tích khi mà biết được rằng là dạng đề phân tích của chúng mình á, đúng không ạ? Đã thuộc dạng đề phân tích rồi thì ngay lập tức là các bạn sẽ định hình ra được cái dàn ý của dạng đề phân tích bao gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Được không ạ? Rồi, thứ nhất là phần mở bài chúng ta sẽ phải dẫn dắt cộng đặt vấn đề và vấn đề chúng ta đề cập đến ở đây chính là vẻ đẹp của năm khổ thơ đầu trong thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ok chưa ạ? Rồi, phần thân bài chúng mình sẽ có 3 luận điểm được không ạ? À? Chúng mình sẽ có 3 luận điểm bao gồm luận điểm 1, tác giả tác phẩm khái quát, luận điểm 2, chúng ta phân tích sâu về hai khía cạnh nội dung và nghệ thuật những cái vấn đề liên hệ mở rộng mà chúng ta tìm thấy ở trong cái phần thơ này, được không ạ? À? Tiếp theo là luận điểm số 3 là luận điểm chúng ta sẽ khái quát lại về nội dung và nghệ thuật vừa phân tích ở phần trên và có thể liên hệ mở rộng thêm những cái hiểu biết của chúng ta và cuối cùng chúng ta sẽ kết bài. Ok chưa ạ? À? Nhá, cuối cùng là chúng ta sẽ kết bài. Vậy là các em đã ok về dàn ý chưa? Chị cảm thấy là có rất nhiều bạn còn bị nhầm lẫn về cái dàn ý cơ Tức là các em không biết là cái phần mở bài chúng ta phải hoàn thành những cái ý gì Thân bài phải có những ý gì và kết bài có những ý gì Thế nên các em viết một cái bài văn cực kỳ là dối Thậm chí có những cái bạn mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn viết cho chị một cái đoạn văn chứ không phải là bài văn Một cái gọi gì ạ, à, một cái đoạn văn dài khủng khiếp chứ không phải là bài văn, không biết phân tách Thì chị nghĩ là đến thời điểm này rồi mà các bạn vẫn còn bị yếu như vậy thì chúng ta nhất định phải xem lại Các em phải xem lại giúp chị về cái việc học hành của các em xem như thế nào chứ được không nào? Nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bài văn này luôn. Đây ạ, à, ở đây chị có một cái dàn ý rất là chi tiết cho chúng mình. Được không? Ở đây chúng mình có một cái dàn ý rất là chi tiết bao gồm mở bài, thân bài. Thấy không ạ? À? Ý chính thôi. Được không? Ý chính thôi. Đây. Đây là luận điểm 1 này về tác giả tác phẩm này, luận điểm 2 này. Thấy chưa? Luận điểm 2 này. Ok không ạ? À? Đây, luận điểm 2. Đây là chị uh, viết theo cái dạng ý được không ạ? À? Đây là viết theo cái dạng ý nhá. Được không? Đây, đây là viết theo cái dạng ý. Bây giờ chị sẽ trọng tâm vào cái phần này này. Đây ạ. À. Chị có một cái phần đó là bài làm chi tiết. Bài làm chi tiết ạ. À. Các bạn nhìn ở đây nhá. Chị sẽ chia ra thành các màu chữ tương ứng với màu chữ sẽ là nội dung và tương ứng với nội dung sẽ là cách sử dụng. Được chưa ạ? À? Nhá, các bạn nhìn vào đây này. Chữ màu đen ở đây là biểu thị cho phần kiến thức nền đây là phần không thể thiếu ở trong tác phẩm à trong cái bài viết của chúng mình và đây sẽ là cái phần mà các bạn phải nắm chắc được không ạ à? chữ màu đỏ là những cái phần dẫn dắt liên hệ câu đoạn tùy từng bài thì chúng ta sẽ linh hoạt nhiều cách khác nhau và phần này thì chúng ta sẽ học hỏi áp dụng sáng tạo thêm tức là cái phần này các bạn có thể linh hoạt Ok chưa ạ? Và chữ màu xanh ở đây là cái phần liên hệ mở rộng tùy từng bài và ở đây chúng ta sẽ có những cái nguồn tham khảo, như có những cái nguồn tham khảo tham khảo phong phú được chưa nào? Chúng ta sẽ học hỏi và áp dụng sáng tạo thêm. Được không ạ? À? Đây thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Trước tiên này, cái mở bài này thì các bạn khá là quen thuộc rồi Đúng không ạ? Cái mở bài đầu tiên này thì các bạn khá là quen thuộc Về bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Chị xin phép được đọc lại cho các bạn một lần nữa Về cái mở bài này như sau ạ Đây là mở bài bắt đầu đi từ đề tài tình yêu Và hãy nhớ giúp chị rằng trong cái phần mở bài này ấy, Thì chúng ta sẽ phải hoàn thành Cái phần dẫn dắt và phần nêu vấn đề ở đây Ok chưa nào? Các bạn nhìn vào đây ạ Tôi vẫn còn nhớ như in có một bận Xuân Diệu đã từng thủ thì trong tác phẩm của mình làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào con người ta vẫn thường vì tình yêu mà si mê nhiều như thế. Người thường đã vậy, thi sĩ hẳn sẽ nhảy cảm hơn. Đó cũng là lý do vì sao giữa muôn nẻo của thơ ca Việt Nam, những bài thơ viết về tình yêu, những nhà thơ viết về tình yêu vẫn thường được bạn đọc chú ý bằng cái nhìn đầy chiều mến và bài thơ sóng của nữ sĩ xuân quỳnh cũng là một tác phẩm như vậy đọc sóng điều động lại trong lòng mỗi độc giả chính là hình tượng em mà gây ấn tượng về những thông điệp mới mẻ trong tình yêu xuân quỳnh đem lại điều đó được thể hiện rất rõ trong năm khổ thơ của bài thơ này ví dụ là như vậy ok chưa ạ à? ví dụ là như thế được không nào nhá ví dụ là như vậy thì chị sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn ok chưa chúng ta sẽ hướng dẫn nhanh chị sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn như vậy tiếp tục cái phần luận điểm 1 này được không ạ à? Ví dụ như cái phần luận điểm 1 này các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Luận điểm 1 ở trong cái dạng đề phân tích thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải làm gì ạ? Khái quát về tác giả, tác phẩm và đoạn thơ cần phân tích. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá. Những cái gì là màu đen thì đó là cái phần gì ạ? Là cái phần trọng tâm, cái phần kiến thức nền mà nhất định các bạn phải nắm chắc và đưa vào. Hoặc là bằng cách thể hiện này hoặc là bằng cách viết khác, nhưng nói chung cái phần này là cái phần mà các bạn phải đảm bảo giúp cho chị. Ok chưa ạ? cái phần màu xanh là cái phần chúng ta sẽ liên hệ mở rộng để làm cho cái bài viết phong phú và sâu sắc hơn cái phần màu đỏ là những cái phần dẫn dắt liên kết câu đoạn tùy từng bài nhiều cách khác nhau nhớ giúp cho chị cái này được không ạ à? nhớ giúp chị cái này đây ví dụ cái phần màu đen này cái phần màu đen này là cái phần mà chắc chắn các bạn sẽ phải nhớ này à, được không ạ à? nhá đây như sau xuân quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ thời kháng chiến chống mỹ những dòng thơ của tác giả thể hiện trái tim phụ nữ đôn hậu chân thành, giàu đức hy sinh và lòng vị tha với khát vọng sống, khát vọng yêu chân thành mãnh liệt, luôn gắn với những dự cảm lo âu. Như tiến sĩ Chu Văn Sơn đã từng nhận định, thơ Xuân Quỳnh là thơ của cánh chuồn chuồn bay tìm chỗ nương thân trong nắng nôi rông bão của cuộc đời. Và quả thực, những vần thơ của Xuân Quỳnh tựa đời như vậy. Hiểu ý chị không ạ? À? Ở đây rõ ràng là... À, rõ ràng là chúng mình nhìn thấy ở trong cái phần này ở trong cái phần nói về tác giả ấy chị đã đưa ra thêm một cái ngữ liệu về tác giả tức là tôi sử dụng cái nhận định của tiến sĩ chu văn sơn để tôi làm sâu sắc thêm cái phần tôi nói không phải là cái phần tôi viết nữa mà tôi trích thêm một cái nhận định vào đây các bạn hoàn toàn có thể làm cái đó ok chưa ạ các bạn hoàn toàn có thể làm cái đó giúp cho chị ok chưa nào ở đây chúng ta sẽ thấy này với chị mỗi dòng thơ hệt như những dòng nhật ký bỏ ngỏ còn xuất phát từ trái tim về những khát khao những cảm xúc những suy nghĩ lo âu, những suy nghĩ lo âu mà người phụ nữ đứng trước bao lo toan hạnh phúc để đời thường, để rồi cứ thế, sóng của xuân Quỳnh lặng lẽ đi vào lòng người như một nốt nhạc xanh giữa thời kỳ lửa cháy. Được không ạ? Ok chưa? Tiếp tục này. Với bao khát vọng về tình yêu và tuổi trẻ, bắt đầu đây, kết thúc phần tác giả. Được không ạ? Kết thúc phần tác giả rồi nhá, chuyển sang phần tác phẩm này. Tác phẩm là một bài thơ đặc sắc viết về tình yêu tiêu biểu cho phong cách thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, được sáng tác vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Bài thơ được uh, bài thơ được sáng tác, được in trong tập Hoa dọc chiến hào, qua hình tượng sóng và trên cơ sở khám phá sự tương đồng hòa hợp giữa sóng và em bài thơ đã diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha nồng nàn trung thủy muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người từ đó bạn đọc cảm nhận được tình yêu là một tình cảm cao đẹp một hạnh phúc lớn lao của con người ok chưa ạ yeah. nhá được không nào ok chưa hiểu ý chị không ạ thì có nghĩa là cái phần liên quan tới tác giả và tác phẩm ấy là chị đã gì ạ? À? Chị đã sử dụng cái đề tài để chị kết nối hai cái phần này vào với nhau và chúng ta có được cái luận điểm số 1 như vậy. Được chưa? Đây các bạn nhìn trên này này, chị sẽ nói một chút về cái luận điểm 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái khổ 1 thôi nhá. Ở đây chúng ta sẽ nói về khổ 1 thôi. Chị sẽ chỉ nói về khổ 1 thôi không các bạn lớp cốt các bạn ấy đang kiểu khủng bố chị kìa. Các bạn ấy bảo là tại sao? Tại sao mà chị mang tài liệu của lớp bọn em <laughs> à, Để có thể gọi là công khai livestream như thế Kiểu vậy <laughs> Chị đùa thế thôi Chứ các bạn lớp cốt các bạn ấy cũng hiểu mà à, Những cái gì tốt nhất thì chị đã dành cho các bạn à, những cái gì tốt nhất chị đã dành cho các bạn Để các bạn có thể à, học rồi Nên là các em lớp cốt các bạn học sinh online của chị Các em cứ yên tâm nhá Các bạn cứ yên tâm Phần luận điểm 1 là phần mà bài nào cũng phải có Em lưu ý giúp chị nhá bài nào cũng phải có chính xác rồi đấy em ạ à. đây bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cái khổ một để chúng ta nhìn về cái phần phân tích mà chị viết này trước tiên ạ à, đây khổ một chị xác định chị xác định luôn là cái nội dung chính là gì và đây là cái việc đây là cái điều mà các bạn sẽ phải nhớ trong đầu được không ạ à? các bạn sẽ phải nhớ trong đầu nhá nhớ trong đầu giúp chị ạ à. khổ một chúng ta có nội dung là thông điệp tình yêu mới mẻ gửi gắm qua những hình ảnh đối lập thì đây chị có một cái phần dẫn dắt như thế này được không ạ à? bởi vì thường nhá sẽ có rất là nhiều bạn kiểu như là đục một phát là vào thân bài viết xong luận điểm một cái trích thơ xong rồi bắt đầu phân tích ở bên dưới kiểu vậy được không ạ à? kiểu như là trích thơ luôn và không dẫn dắt gì cả nhưng mà bản thân chị thì chị muốn là các bạn sẽ có một cái phần dẫn dắt ở đây để chúng ta tạo ra được cái sự khéo léo để chúng ta tạo ra được cái sự diễn đạt nó mềm mại hơn uyển chuyển hơn và cái sự diễn đạt mềm mại và uyển chuyển là điều rất là cần thiết ở trong cái quá trình mà chúng ta viết văn và đặc biệt là viết về một cái bài thơ nó gần gũi giản dị mềm mại êm ái uyển chuyển như bài thơ sóng ok chưa ạ các bạn sẽ để ý giúp vào đây giúp chị này Viết về đề tài tình yêu, đặc biệt khi lựa chọn hình tượng sóng làm hình tượng chính cho tác phẩm của mình. Xuân Quỳnh không phải là người nghệ sĩ đầu tiên, nhưng lại là người nghệ sĩ vô cùng tinh tế viết về sóng để gửi gắm tình yêu, thể hiện trong trái tim gửi gắm trong trái tim người phụ nữ. Điều này được thể hiện rất rõ qua những vần thơ. Ừ, chị quay góc này hơi tối, các bạn thông cảm cho chị nhá. Uh, sorry sorry hơi tối, lần sau chị sẽ chú ý hơn nhá. Rất xin lỗi các em ngày hôm nay vội quá. Được không ạ? Ừ, chị biết rồi nhá. Rồi các em cố gắng vậy, cố gắng cục chị vậy nhá Rồi đây ạ à. Dữ dội và dịu em, ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể. Tôi đã nhìn thấy những con sóng ngoài đại dương Tôi cũng đã từng tìm về biển Với những mong mỏi được trải lòng và hiểu tại sao khi đứng trước đại dương bao la trước muôn trùng con sóng vỗ bạc đầu người nghệ sĩ lại có trong mình nhiều rung cảm đến vậy để cho tới tận bây giờ biển vẫn hát khúc ca của đại dương và chúng tôi độc giả của những năm tháng này vẫn du hoài giấc mơ của những thi phẩm khởi nguồn từ con sóng bắt đầu nội dung chính này trong khổ thơ này nghệ thuật đối đã được sử dụng một cách rất tinh tế các cặp từ đối lập, dữ dội, dịu êm, ồn ào lặng lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất cho những trạng thái đối cực của con sóng ngoài đại dương khi đại dương hiền hòa những con sóng thật nhẹ nhàng êm dịu khi có bão đi ngang qua biển sóng khi có khi có bão đi ngang qua biển động sóng mạnh mang theo bão tô phong ba những trạng đáy đối cực của con sóng cũng chính là những trạng thái đối cực của tình yêu có những khi rất bình yên nhưng cũng có những ngày bão tố ta có thể hiểu hai câu thơ này theo một trường nghĩa khác với những trạng thái theo một trường nghĩa khác, với những trạng thái đối cực của trái tim người phụ nữ khi yêu, một người phụ nữ khao khát tình yêu, khi vui, khi buồn, khi giận hờn, khi trách móc, khi hạnh phúc, khi tổn thương, những khung bậc cảm xúc của tình yêu quả thật rất diệu kỳ bởi một lẽ vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Được không ạ? Vậy thì ở đây nhá, rõ ràng khi bóc tách ra thì chị đã viết theo những cái ý chính như sau Trước tiên chị phát hiện cái độc đáo của Xuân Quỳnh đó là sử dụng những cái cặp phạm trù đối lập Và những cặp phạm trù đối lập đó trước tiên cái nghĩa thực là nó biểu hiện cho cái gì ạ? À trước tiên là nó biểu thị cho những cái gì ạ? Trạng thái của con sóng đối lập Đúng không ạ? Cái thứ hai, cái phần nghĩa chìm ở phía bên dưới ấy, là nó biểu thị cho gì ạ? Những cái trạng thái cung bậc cảm xúc của tình yêu đối lập đúng không ạ trong tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc đâu các em yêu các em biết rồi đúng không ạ đâu phải là là lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc đâu có vui vẻ có hạnh phúc có giận hờn có đau khổ có dằn vặt đó mới là tình yêu và đôi khi là chúng ta không thể nào kiểm soát được cái đó đúng không ạ nhá lưu ý giúp chị nói chơi nào rồi tiếp tục này à, cái lớp nghĩa ẩn tiếp theo bên cạnh là những cái trạng thái cảm xúc đối lập trong tình yêu thì còn là những cái trạng thái đối lập trong chính người con gái khi yêu nữa Chị vẫn còn nhớ có một cái bài thơ viết như thế này Em bảo anh đi đi Xanh không dừng lại Em bảo anh đừng đợi Xanh vội về ngay Lời nói gió thoảng bay Đôi mắt huyền đẫm lệ Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt em Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt sâu Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt sầu được không nào hay là có một cái bài thơ cũng chỉ vì những cái cung bậc trạng thái cảm xúc khác nhau trong tình yêu của người con gái như vậy mà đã dẫn tới một cái điều như thế này các bạn ạ à. đó là vô tình ta gặp nhau rồi vô tình thương nhớ đời vô tình nghiệt ngã nên chúng mình yêu nhau vô tình nói một câu thế là em hờn dỗi vô tình anh không nói nên đôi mình xa nhau chẳng ai hiểu vì đâu đường đời chia hai nhà chẳng ai có lỗi cả chỉ vô tình mà thôi vô tình suốt cuộc đời em buồn đau mãi miết, vô tình em không biết hay vô tình quên đi. Đấy, thì cũng chính bởi là những cái giận hờn, những cái sự im lặng không nói với nhau như vậy, nó đã trở thành một cái gì ạ, à? một con dao để giết chết tình yêu của chúng ta. Được không ạ? À? Giết chết tình yêu của chúng ta. Được không nào? Thì ở đây, đấy là hai cái ý ẩn này. Ý thứ ba ẩn ở trong này. Đây ạ. À. Ý thơ chưa dừng lại ở đó, bởi nội tâm của người phụ nữ vốn dĩ sâu sắc hơn những gì ta tưởng tượng. Hai câu thơ này còn diễn tả sự yếu đuối tất yếu bên trong của người phụ nữ khi có sự mạnh mẽ che phủ bên ngoài, suy cho cùng, sau tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, trái tim ấy vẫn thuộc trọn vẹn về tâm hồn phái yếu có nghĩa là dẫu cho em có mạnh mẽ nhường nào, dẫu cho là em có từng viết trong những vần thơ của mình rằng là à, gì ạ à trả à, à, dại gì em ước nó bằng vàng trái tim em anh đã từng biết đấy anh là người coi thường của cái nên nên nếu cần anh ban nó đi ngay em cũng không mong nó giống mặt trời vì sẽ tắt cái bóng chiều đổ xuống lại mình em với đêm dài câm lặng mà lòng em sắc mà lòng anh xa cách với lòng em được không ạ? À? để rồi cuối cùng là em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi suy cho cùng cái cuối cùng Gì ạ à? à cái cuối cùng mà thuộc về trái tim của em ấy vẫn là tâm hồn phái yếu được chưa ạ? À? rồi đây đấy là hai câu thơ đầu tiên nhá chúng mình có hai câu thơ tiếp theo các bạn lưu ý này. Đây phần dẫn của chị ạ Chuyển sang hai câu thơ tiếp theo Ta nhìn thấy sự mới lạ trong tứ thơ của Xuân Quỳnh Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bề Những hình ảnh ở đây xuất hiện liên tiếp Hình ảnh của dòng sông của con sóng của bể Ở đây có thể hiểu là biển là đại dương Ở trên phần này nhá Sau khi mà phân tích cái này xong thì các bạn có thể bổ sung thêm cho chị một ý Ở trong này Đó chính là phân tích về từ và bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc sử dụng từ và ở đây đó là thể hiện là gì ạ mặc dù đây là cái trạng thái cảm xúc đối lập nhưng mà nó luôn tồn tại song hành cùng với nhau và không có bất cứ một thứ nào mất đi cả luôn luôn tồn tại song hành cùng với nhau ok chưa lưu giúp chị cái đấy nữa và cho nó chúng ta sẽ chuyển sang phân tích cái phần thơ này được chưa ạ hình ảnh của dòng sông của con sóng có thể hiểu là biển là đại dương được chưa nào? Chăm suối đổ về một sông, trăm sông đổ về biển lớn, sóng không chấp nhận giới hạn nhỏ bé tầm thường, sóng chuyển mình ra biển lớn tìm về đại dương tìm đến nơi mình thuộc về. Hai câu thơ này mạch sóng như bất ra khỏi không gian chật hẹp để tìm đến với những điều lớn lao, cũng giống như trái tim tình yêu của người phụ nữ vượt qua những giới hạn nhỏ bé tầm thường để tìm đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Có thể thấy rằng đây cũng chính là một trong những nét hiện đại của thơ Xuân Quỳnh. Đây ạ. À là một trong những quan niệm mới mẻ của người phụ nữ dám đấu tranh về tình yêu, vượt qua những thứ lễ giáo phong kiến để đến với hạnh phúc đích thực trong cuộc đời của mình. À, bắt đầu chị làm một cái liên hệ và so sánh ở đây nhá. Các bạn nhìn này. Được không ạ? À? Tại vì tôi đang nói rằng là bản thân nữ sĩ Xuân Quỳnh là một người cực kỳ là hiện đại. Thế nên ở đây tôi bắt đầu tôi Tôi bắt đầu ở đây tôi soi chiếu vào xem là Xuân Quỳnh với những người đồng nghiệp cùng thời, những nhà thơ nữ cùng thời cũng viết về tình yêu, liệu rằng là là có thực sự là hiện đại hay không. Tôi bắt đầu liên hệ mở rộng ở trong phần này ạ với chữ màu xanh. Nếu như trong bài Hương thầm, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn từng viết: "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngậm, cô bé ngập ngừng xa nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa, nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối." để rồi họ chia tay mà chảm, chẳng dám nói với nhau điều gì xuân quỳnh thì không như vậy chị luôn quan niệm không chỉ riêng con trai có thể chủ động trong tình yêu mà cả con gái cũng vậy phải chủ động tìm đến tình yêu để được sống là chính mình đây chính là thông điệp mới mẻ mà xuân quỳnh muốn gửi gắm đến bạn đọc qua khổ thơ này hơn cả những gì anh nghĩ dẫu đó thực chất là trái tim mềm yếu của em thì em vẫn muốn dùng sự mạnh mẽ của chính mình để hướng tới để theo đuổi tình yêu duy nhất trong cuộc đời những điều em muốn nói cùng anh là những điều không thể nào ngăn cách bao mong mỏi buồn vui đau khổ của cuộc đời cũng không thể ngăn nổi trái tim mềm yếu hướng về tình yêu bởi duy nhất chỉ có phương anh mới khiến trái tim em thổn thức thế nên xuân quỳnh mới viết đây cũng là cái sự gì ạ bứt phá của xuân quỳnh này Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sông phá phách ngàn đời, nhưng đỏ lặng phù sa. Ok không ạ? Các bạn ơi, nhìn này. Chỉ có đúng một cái đoạn thơ thôi, bốn câu thơ thôi. Mà chị viết từ đây, qua hết trang này, qua đến hết tận trang này. Thế thì tại sao các bạn lại bảo là sóng không có gì để viết? Đúng không ạ? Nhiều bạn bảo với chị là, chị ơi em thấy sóng chả có gì để viết em em người ta cho em phân tích mấy khổ thơ sóng mà em chả viết được cái gì tại sao lại bảo là không có gì để viết đúng không ạ à? đây mới chỉ là khổ thơ đầu tiên thôi nhá các bạn nhá mới chỉ là khổ thơ đầu tiên thôi nhá ok không thế chứng tỏ là chúng ta có quá nhiều thứ để chúng mình có thể viết được luôn phải không ạ à? chỉ là các bạn chưa tìm ra cái cách viết và các bạn chưa khơi đúng mạch thôi hoặc là các bạn chưa có được cái sự yêu thích cần thiết hoặc là các bạn vẫn còn đang bị thiếu bị yếu về kiến thức nền đúng chưa nào Nhá. À, hôm vừa rồi thì chị nhận được Mấy hôm nay thì chị nhận được phản hồi rất là tốt Từ các bạn học sinh lớp online của chị Các bạn ấy nói rằng là chị ơi Thực sự là em rất rất là cảm ơn chị Bởi vì em mới chỉ học với chị có 6 năm, 6 hôm thôi Mà hôm vừa rồi em vào đúng cái bài Đúng cái đề mà chị làm cùng với bọn em Và em đã làm bài đó rất là tốt Và em lần đầu tiên trong cuộc đời Em được 4,25 trên 5 điểm Cái bài nghị luận văn học Đối với em thì đây đối với mọi người có thể 4,25 trên 5 điểm không phải là quá cao Nhưng mà đối với em thì đấy là một cái thành tích thực sự là vượt bậc luôn Và chị cảm thấy là chị rất là hạnh phúc về điều đấy Thực sự luôn đấy Chị cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đấy Bởi vì khóa học của chị đã giúp cho các em tốt hơn Và tốt hơn thực sự Và điều đó đã thực sự được thể hiện qua những cái lần mà các em thi thử vừa rồi các những cái lần các em thi vừa rồi Và những cái phản hồi tốt như vậy Đối với chị đó là một cái gì đấy mà khiến cho chị rất 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 là xúc động luôn, thực sự là như thế. Và chị nghĩ là mình đang đi đúng hướng và các bạn cũng đang ôn đúng hướng. Các bạn đang ngày càng yêu môn văn hơn, quan trọng nhất là là chị uh, truyền tải được đến với các bạn cái niềm yêu thích môn văn, các em có hứng thú, có niềm say mê với việc học môn văn. Được không nào? Và chị mong là với tất cả những cái tâm huyết của chị dành cho các bạn học sinh online thì năm nay 2K2 chúng mình sẽ tiếp tục đại thắng để chúng mình sẽ có một cái buổi họp cực kỳ là hoành tráng cùng với chị ở Hà Nội trước tiên. Ok không ạ? À? Hy vọng là như thế nhá. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn. Ngày hôm nay thì chị đã cùng với các bạn thiết lập nhanh về cái phần mở bài và luận điểm 1 và luận điểm 2 phân tích rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục à chúng ta sẽ còn tiếp tục à, học cùng với nhau nữa được không ạ? À? Chúng ta sẽ còn tiếp tục học cùng với nhau. Các em có thể tham khảo thêm cái cuốn tuyển tập 40 bài văn hay của chị nếu như muốn có những cái bài văn mà tham khảo nhiều, nhiều uh, các cái các cái ngữ liệu hoặc là cách diễn đạt hơn. Ok chưa nào? Hai k ba có khóa học rồi nhá, em nhắn tin cho admin fanpage học văn giúp chị nha. Được không nào? Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì ngày hôm nay đã xem phần livestream cùng với chị. Hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong những phần livestream tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Bye bye.